Dạ, xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Hôm nay là thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024, lúc 17 giờ 48 phút. Đinh Lan làm cái clip này, chủ đề là Đinh Lan lại bị khui một cái vụ án cũ. Thì mới vừa qua cách đây mấy tiếng thì Đinh Hoàng Nhân có đưa một cái thông tin trên cổng của tòa án nhân dân thành phố của tòa án nhân dân quận Gò Vấp niêm yết một cái kết thúc cái vụ án mà yêu cầu Đinh Lan là phải thi hành án cái số tiền là 2,5 triệu. Rồi cái vụ án Vũ Văn Thịnh là Đinh Lan là giật nợ của Vũ Văn Thịnh, rồi giật luôn tiền của thi hành án, rồi lại kiện luôn bà phó thi hành án, rồi kể câu chuyện, cho nên vụ án đó là kết thúc là Đinh Lan là cái người chuyên ăn giật giật nợ. Rồi luật sư vlog Âu Văn Phục cũng nói là công an quận Gò Vấp đã gửi cái văn bản cho luật sư vlog Âu Văn Phục về việc rằng là đã kết thúc vụ án hình sự rồi. Nói nè, cái clip này chủ đề là Đinh Lan lại vướng vào một cái vụ án cũ. Thì trước khi đi vào cái clip mà Đinh Lan giải thích về cái chuyện mà luật sư vlog Âu Văn Phục nói và Đinh Hoàng Nhân nói, thì tôi nói ngay trước nghe một câu rằng tôi là một người yêu đất nước Việt Nam, yêu Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi noi gương theo cha mình và ông cậu của mình là cố tổng tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cho nên bảo vệ uy tín danh dự của Đảng như bảo vệ con ngươi của mắt mình. Do vậy, những đối tượng như Huỳnh Phi Dũng, Nguyễn Phương Hằng và những YouTuber Đinh Hoàng Nhân, Gia Cát Phong, Hùng Râu, Kim Ngân 1988, Trần Quốc Vũ, luật sư vlog Âu Văn Phục, Minh Chí TV, Gia Bin, Lý Lắc Vlog, Sơn Sàm TV, Kiệt Tuấn Đạt, Full Game Mobile, Đại Long An, Hồ Văn Thuận, Hương Quảng Châu, Hà Tích Quang TV, Phúc Tài Chính, Thiện Đời Sống, cả những YouTuber tấn công tôi, nhục mạ tôi, vu khống tôi, hòng đẩy cho tôi vào một cái con đường mà chửi qua chửi lại. Nhưng suốt 3 năm nay tôi kiềm chế bản thân tại vì tôi tuân thủ pháp luật. Cho nên ngày hôm nay thông tin mà của Đinh Hoàng Nhân đi tuyên truyền là tôi, cái vụ án Vũ Văn Thịnh đã kết thúc, đã thông báo công an quận Gò Vấp đã thông báo cho luật sư vlog Âu Văn Phục là đúng, rồi tôi là cái người là giật nợ rồi đi kiện thưa trưởng công an quận Gò Vấp. Tôi nói lại, vụ án này là vụ án năm 2018, nhưng vì đây là một vụ án dân sự, tôi là nguyên đơn, tôi bị người ta hủy hoại cưỡng đoạt tài sản, cho nên tôi nộp lên thi hành án, lên tòa án nhân dân quận Gò Vấp để mà đòi bồi thường, đòi lại số tài sản trị giá 200 triệu. Nhưng mà trong lúc đó vụ án nó kéo dài tới 2 năm cho nên đồ đó nó cũng cũ, cho nên tôi lấy lại là 100 triệu. 100 triệu thì đóng án phí là 5 triệu đồng. Thì tôi là nguyên đơn cho nên tôi đóng tạm ứng án phí 2 triệu rưỡi. Thì vụ án đó xảy ra năm 2018, nhưng đến năm 2020, thì lúc thời điểm năm 2018 là nguyên trưởng công an quận Gò Vấp là đại tá Trà Văn Lào. Sau này ông về ông làm chánh văn phòng công an thành phố Hồ Chí Minh, thì thay là năm 2020 thì Lê Hoài Phong lên làm trưởng công an quận Gò Vấp. Sau khi cái vụ đánh chị Đinh Thị Chiên thương tật 20%, thì cái người mà livestream với Võ Minh Điền nói là tôi dính hàng ngàn án lên trên phường là khỏi về, thì lúc đó ông Lê Hoài Phong chuyển về làm trưởng công an quận Tân Bình. Thì hiện tại bây giờ trưởng công an quận Gò Vấp là đại tá Thái Thanh Xuân. Anh ấy cũng là nguyên trưởng phòng tham mưu của công an thành phố, cho nên ngày hôm nay Đinh Hoàng Nhân lên dẫn dắt câu chuyện là tôi thưa trưởng công an quận Gò Vấp là không có. Tôi không có thưa nào trưởng công an quận Gò Vấp cả. Tôi chỉ nói làm rõ nội dung ai là người thả 8 YouTuber đánh chị Đinh Thị Chiên thương tật 20% ngày 9 tháng 2 năm 2022, ai là người live stream với Võ Minh Điền mà Võ Minh Điền khoe là nguyên trưởng công an quận Gò Vấp, nguyên trưởng công an quận Gò Vấp bây giờ làm chỗ khác cao cấp hơn, mà nói tôi dính hàng ngàn án. Thì tôi tố cáo cái người mà live stream cùng với Võ Minh Điền ngày 5 tháng 3 năm 2022.
cái ngày mà nhà tôi bị tạt nước sơn ngày 5 tháng 3 năm 2022. Cho nên ngày hôm nay dựa vào những văn bản mà tên Đinh Hoàng Nhân đang đi tuyên truyền lên trên mạng, không phải là của cổng thông tin chính phủ vậy, ở cổng thông tin của tòa án Gò Vấp, đây là của thi hành án, thì qua bên cổng thông tin của thi hành án chứ sao qua bên Gò Vấp. Đây là một vụ án khác. Cho nên khi tôi kháng, tôi không có nộp tiếp tục 2,5 triệu nữa, tại vì tôi đang là người đi đòi tài sản, tôi đang là người nguyên đơn. Cho nên á, tôi kháng cái việc mà thi hành án, tại vì nếu bây giờ mà mình nộp 2,5 triệu nữa là mình không đòi được cái tài sản 100 triệu mà mình mất thêm 5 triệu tiền án phí. Mà cái vụ này nó đưa lên phúc thẩm, thì trong ngày phúc thẩm thì tôi đã đóng tiền cho luật sư Trần Bá Học. Thì ngày hôm nay luật sư Trần Bá Học tiếp cận với tôi nói là ủa chị là cái người trong vụ án của Nguyễn Phương Hằng hả? Cho nên tiếp cận với tôi thì bắt đầu mới nhận cái vụ mà bảo vệ quyền lợi cho tôi tại tòa, tại vì tôi là nguyên đơn mà. Thì tôi có đưa cho luật sư Trần Bá Học 10 triệu. Tại vì cái vụ này á, là trước đây á, thì ổng tiếp cận tôi, ổng chỉ cần lấy 10 triệu hả? Và tôi đã đưa cho luật sư Trần Bá Học 10 triệu rồi. Đó, thì ổng lên ổng chỉ cãi, nhưng mà hai lần, lần thứ nhất khi tòa triệu tập thì ổng tự ý, ổng nói chị ơi, xin hoãn lần một nha chị, tại vì em bận một cái phiên tòa khác. Thì nói ok, như vậy được rồi, tôi ở nhà. Nhưng tới hồi phiên tòa lần 2, tại vì trong một cái phiên tòa chỉ được khoảng một lần à, tới lần 2 tự nhiên còn có 24 tiếng, 25 tiếng nữa, 6 giờ sáng của ngày hôm trước sẽ diễn ra xét xử, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng chứ, cậu ta nhắn tin cho tôi, luật sư Trần Bá Học nhắn tin cho tôi là không tham gia phiên tòa nữa. Cái tôi nói, tôi liên lạc không được, tôi nói sao làm như vậy, sao không báo trước cho tôi mấy ngày để cho tôi mời luật sư khác, chứ bây giờ không ra phiên tòa rồi người ta sẽ thấy không có luật sư thì họ ta ức hiếp mình. Cho nên là tôi muốn cần, tại vì vụ án này nó quá nhỏ, không thể nào kêu phóng viên báo chí tới mà giám sát được. Tại vì những cái vụ án như là Vũ Văn Thịnh đó, thì tôi ở xảy ra ở Gò Vấp đó, thì tôi mời được các báo đến. Còn cái vụ này cái vụ tranh chấp cách đây lâu đời, cho nên tôi không thể nào mời báo chí tới giám sát được. Cho nên là tôi nói chết rồi, như vậy thì tôi mới chạy lên, tôi trực tiếp tôi chạy lên trên trên tòa án thành phố, tôi nộp đơn xin coi như là hoãn xét xử. Thì cái thẩm phán ở đó, hội đồng xét xử đó không chịu, nói là quá cận ngày, với lại mình đã mất cái quyền được hoãn tòa được con lần. Thế là họ tự phán quyết ra và tôi coi như là y án sơ thẩm. Thế là tôi mới nộp đơn tố cáo luật sư Trần Bá Học lên cho đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thì gặp ông Hồ Nguyên Lễ, thì ông Hồ Nguyên Lễ lại là cái người mà bảo vệ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Cho nên á, tôi đề nghị tước bằng luật sư của Trần Bá Học. Đó, cho nên bây giờ cái bắt đầu Trần Bá Học mới liên hệ lại với tôi, nói là bây giờ chị kiện tôi như vậy á, thôi tôi trả lại tiền chị 10 triệu đó. 10 triệu và tài sản của tôi hàng trăm triệu. Anh cái lương tâm anh ở đâu vậy? Anh luật sư mà anh không làm cho người ta thì anh báo trước, anh báo cho người ta thời gian dài dài chứ. Anh báo cận ngày như vậy làm sao tôi có thể mời luật sư khác để mà tiếp cận vụ án. Anh làm như vậy anh phải có lương tâm nữa. Cái này bây giờ chị bây giờ hội đồng xét duyệt thi đua khen thưởng của đoàn luật sư thành phố không có thể nào mà chờ đợi giám đốc thẩm biết 1-2 năm nữa không biết xong chưa. Cái này khi nào có cái kết quả của giám đốc thẩm thì lúc đó tôi mới đồng ý cho nhận lại 10 triệu và đồng ý coi như là ký rút lại cái đơn tố cáo luật sư Trần Bá Học. Đó, câu chuyện là như vậy, chứ không phải là Đinh Hoàng Nhân đừng lên trên mạng mà dẫn dắt câu chuyện là vụ của Vũ Văn Thịnh xong. Vụ của Vũ Văn Thịnh lần này không thể nào một cơ quan tổ chức nhà nước công an quận Gò Vấp mà lại để cho YouTuber Hương Quảng Châu thì đi trương cái tờ giấy chứng nhận thương tích ban đầu của bệnh viện 175. Mà ở đó thì chỉ có điều tra viên Tạ Trần Anh Tú mới, chị đưa hết bản chính cho điều tra viên Tạ Trần Anh Tú. Cho nên
Khi mà Hương Quảng Châu nó tung lên trên mạng như vậy thì vi phạm nghiêm trọng trong cái gọi là lộ văn bản của cơ quan điều tra của Hương Quảng Châu. Thì cái clip đó Đinh Lan có quay rồi ha mọi người, là Hương Quảng Châu đã đi nói thay cho điều tra viên tại Trần Anh Tú của công an quận Gò Vấp để mà đi dẫn dắt câu chuyện, nhờ những YouTuber đi tuyên truyền là mình làm giả cái chứng nhận thương tích. Không, chứng nhận thương tích thì nó chỉ là sơ sài như vậy thôi, chứng nhận ban đầu nó chỉ sơ sài, nhưng sau này tại Trần Anh Tú đã đi đến tận trường của chị Đinh Thị Chiên đang dạy, vô tận trường mặc luôn trang phục của công an và áp giải chị của tôi đi coi như là tới trung tâm giám định pháp y để mà kiểm tra, tưởng đâu chị tôi nhẹ, cho nên là bắt đầu đi làm để kết thúc cho thằng Vũ Văn Thịnh á. Nhưng ai ngờ cuối cùng chính điều tra viên tại Trần Anh Tú phải trả hết 15 triệu tiền coi như giám định pháp y ở ba trung tâm chấn thương chỉnh hình. Ban đầu chứng nhận ban đầu là của bệnh viện 175, cái xong sau đó là dẫn qua trung tâm chấn thương chỉnh hình cũng thấy 20%, quản hồn dẫn qua bên Hòa Hảo cũng 20%, cuối cùng dẫn qua trung tâm pháp y của thành phố Hồ Chí Minh. Thì nơi đây á, ban đầu người ta tưởng đâu là mình là cái người dữ dội đấy ha, người mà bị công an áp giải đồ đi kiểm tra, ai ngờ cuối cùng người ta biết mình là người bị hại, mà công an làm quá đáng, công an làm hì hòm quá, thế là người ta coi như là bộ phận giám định đó, 4 người luôn, toàn bác sĩ, toàn là coi như là tiến sĩ không, coi như là bên bên công an á nha, giám định vô thương tật vẫn là 20%, công an quận Gò Vấp Tú phải bỏ ra 15 triệu để trả tiền, kinh khủng không? Thì cuối cùng cái chứng nhận thương tật của chị Đinh Thị Chiên ngày 9 tháng 2 năm 2022 do nhóm YouTuber Võ Minh Điền, Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường, Nguyễn Tài Phát kênh Tới Công Chuyện, rồi Vũ Văn Thịnh đánh, là ở đó là có tổ chức tới 8 người đánh chị tôi. Cho nên Đinh Hoàng Nhân ngày hôm nay tung lên một cái văn bản đó thì mày biết ai đưa cho mày không? Đoàn cảnh sát khu vực, mà Đoàn là cái người là chứng kiến có tham gia trong vụ đánh chị Chi ngày ngày 9 tháng 2 năm 2022 luôn. Tao là người nộp đơn tố cáo Đoàn cảnh sát khu vực nè, là người chứng kiến có tới ha, có hình ảnh đầy đủ, bằng chứng đầy đủ nè. Cho nên vụ án Vũ Văn Thịnh và nhóm YouTuber đánh chị Đinh Thị Chiên, thương đánh Đinh Thị Lan để trả thù cho Nguyễn Phương Hằng, nhưng đánh nhầm cho Đinh Thị Chiên, mà người chủ mưu thua thuê chính là Nguyễn Phương Hằng thuê Nguyễn Việt Anh. Nguyễn Việt Anh mới lôi thêm Võ Minh Điền đi theo để cho hăng máu lên. Cho nên mỗi một YouTuber muốn Vũ Văn Thịnh đi đi theo chung để mà đi đòi nợ thì mỗi một YouTuber phải cho Vũ Văn Thịnh 10 triệu đồng. Cá không? Đó là lý do tại sao mà tao có đầy đủ những cái clip mà thằng Võ Minh Điền nó bảo rằng là thời điểm dịch bệnh MNZ bao nhiêu đó, là có nợ anh số tiền, nhưng mà đây bây giờ nhà cũng Đinh Lan ở là 140 trên 22 Lê Đức Thọ, phường 6 quận Gò Vấp, tới bút 10 cái chép vô mặt đó, có clip gửi qua cho anh trừ nợ cũ, anh em từ đây chứ đi là không có còn nợ nần gì nhau nữa, cho thêm mỗi đứa 10 triệu, như vậy nó phải nhận của Nguyễn Phương Hằng nhiều hơn số tiền đó thì nó mới cho những cái người kia 10 triệu chứ, nó tuyên bố rộng rãi luôn, clip đầy đủ bằng chứng. Do vậy ngày hôm nay Đinh Hoàng Nhân và luật sư vlog Âu Văn Phục đã làm cho tôi nhắc lại vụ án một cách cụ thể. Tôi không phải tố cáo trưởng công an quận Gò Vấp, anh Thái Thanh Xuân là một người trưởng công an mới về cho nên chưa biết về việc này, việc cũ này. Trước đây vụ án mà tên Đinh Hoàng Nhân đang lên xuyên tạc đó là nguyên trưởng công an quận Gò Vấp đại tá Trà Văn Lào đó, sau khi mà ổng lên thành phố năm 2020 thì Đinh Lan mới nộp cái vụ án này là qua dân sự, tại vì ổng nói là không có dấu hiệu hình sự, tôi sợ mất 2 năm thì nó sẽ mất cái thời hạn mà để mình kiện kiện cho dân sự, hình sự thì nó không có thời hạn nhưng mà dân sự thì nó chỉ có thời hạn 2 năm, cho nên tôi đã nộp án phí một nửa số tiền của 5%, đó là 2,5 triệu. Cho nên vụ án này đang được giám đốc thẩm tại
Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên những thông tin mà các YouTuber dẫn dắt câu chuyện nói là vụ án Vũ Văn Thịnh với nhóm YouTuber là xong, là nó đang dẫn dắt cho những cái nhóm lợi ích. Ví dụ như ai? Đoàn cảnh sát khu vực cũng dính líu trong cái vụ đánh chị Đinh Thị Chiên. Đoàn cảnh sát khu vực của công an phường 6 quận Gò Vấp cũng dính líu trong cái vụ đánh chị Đinh Thị Chiên, có sự tham gia tại vì Đinh Lan đã chụp lại từ camera, từ những cái buổi livestream có hình ảnh của đoàn cảnh sát khu vực chứng kiến và để cho tụi nó tấn công nhà Đinh Lan. Chính chính đoàn là người quay xe về để mặc tụi nó làm. Đến cuối cùng xảy ra đánh chị Đinh Thị Chiên quật xuống đường gãy tay rồi á, thì lúc đó đoàn chính là người đỡ chị Chiên dậy. Xong sau đó là chị Chiên tự đi lên taxi đi bệnh viện. Đi bệnh viện xong á thì ở trong bệnh viện á thì cái chứng nhận ban đầu á rất là quan trọng, tại vì do mình tự đi cho nên là cái sáng hôm sau thì mới được lấy cái bản chứng nhận pháp y đó. Thì khi mà mẹ Đinh Lan canh 7 giờ sáng, mẹ Đinh Lan vừa mới cầm đi, coi như bệnh viện vừa mới mở 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 cửa một cái là bắt đầu nộp tiền, mình mới lấy được giấy tờ của mình đi. Lấy xong một cái là công an quận Gò Vấp chạy tới định định thu hồi cái tờ đó, nhưng mà mẹ chị vẫn, mẹ Đinh Lan vẫn giữ trong tay, vẫn giữ chặt trong tay. Đến cuối cùng nhờ cái chứng nhận ban đầu đó mới có cái chứng nhận pháp y 20%, chứ không thôi là cái chứng nhận đó mà công an quận Gò Vấp họ lấy thì bây giờ là coi như là không không có, như là chị tôi không bị gì luôn và vụ án chìm xuồng một cách hợp pháp. Cho nên ngày hôm nay tôi tiếp tục tố cáo những YouTuber và hành vi kế tiếp của Nguyễn Phương Hằng, đó là thuê những YouTuber tới đánh đánh tôi Đinh Thị Lan, nhưng nhằm chị tôi Đinh Thị Chiên, thương tật 20%. Tôi Đinh Thị Lan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước video clip dài 17 phút này. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày an lành, bình yên. Chào mọi người.